Kia Sedona thế hệ mới thiết kế như Range Rover, thêm phiên bản xe chủ tịch với nội thất hứa hẹn sang xịn bất ngờ. Phiên bản bổ sung của Kia Sedona sẽ ra mắt trong diện mạo của thế hệ mới nhất, hướng tới khách hàng là lãnh đạo lớn của các công ty hoặc đơn giản là người giàu. Ngoài các phiên bản 7 chỗ, 8 chỗ, 9 chỗ hay 11 chỗ, Kia Sedona, còn được gọi là Carnivan tại một số thị trường, sẽ có thêm bản 4 chỗ hoàn toàn mới. Phiên bản này sẽ được bổ sung vào thế hệ mới nhất của Kia Sedona, hứa hẹn sẽ ra mắt vào khoảng nửa sau của năm nay. Có một nguồn nhu cầu lớn về MPV 4 chỗ từ các CEO và chủ tịch tập đoàn, tờ Dom dẫn lời Kia Motor tại Hàn Quốc. Hãng xe này sau khi nghiên cứu và phân tích thị trường kỹ càng đã quyết định đưa ra tùy chọn 4 chỗ ngồi cho Sedona, phục vụ đối tượng khách hàng hạng sang như vậy. Việc bổ sung phiên bản 4 chỗ của Kia Sedona càng hợp lý hơn khi mẫu xe này sắp bước sang thế hệ mới với thiết kế lột xác hoàn toàn. Theo những hình ảnh dò dỉ ban đầu, mẫu MPV này sở hữu phần đầu trước hiện đại hơn với cụm đèn full LED vuông vức, nối liền lưới tản nhiệt mũi hồ kiểu mới. Tổng thể ngoại hình có những đường nét hao hao dòng SUV hạng sang Range Rover của Land Rover. Những cải tiến đáng kể này giúp mẫu MPV của Kia vượt qua giới hạn thiết kế xe gia đình, vốn không được đánh giá quá cao về tính thẩm mỹ. Mặc dù hãng chưa công bố chi tiết các trang bị bên trong Kia Sedona, phiên bản 4 chỗ, có thể hình dung được sự tiện nghi của xe thông qua phiên bản độ của Kasemoto với mẫu MPV thế hệ hiện tại. Toàn bộ khoang hành khách phía sau vốn có 3 hàng ghế, với 5 chỗ ngồi sẽ được đổi thành 1 hàng ghế và 2 chỗ ngồi. Khoang cabin hứa hẹn sẽ có 2 ghế thương gia tách biệt với nhiều chức năng hiện đại, bàn làm việc, thậm chí còn có cả tủ lạnh hay màn hình lớn. Mọi thông tin về Kia Sedona thế hệ mới vẫn được giữ kín tới thời điểm này. Mẫu MPV được đồn đoán sẽ có kích thước lớn hơn trước, sử dụng động cơ xăng 3,5 lít cùng hộp số tự động 8 cấp. Cả hai thương hiệu Kia và Hyundai cùng thuộc Hyundai Motor Group. Vị phó chủ tịch tập đoàn Hàn Quốc này kỳ vọng Kia Sedona sẽ được nâng tầm, vượt cả Toyota Sienna hay Honda ADC. Đây hứa hẹn sẽ là mẫu MPV 4 chỗ ngồi có giá cạnh tranh bậc nhất trên thị trường. Hiện tại, giá bán của Sedona đang thấp hơn, đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc đến từ Nhật. Theo dự kiến, Kia Sedona thế hệ mới sẽ ra mắt vào tháng 7. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời điểm ra mắt xe có thể được lùi lại. Phiên bản 4 chỗ ra mắt sau đó. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.